Và thưa quý vị, sống cùng với gia đình Việt, được trải nghiệm về văn hóa và cảm nhận tình yêu thương như một thành viên trong gia đình là điều mà hơn 50 sinh viên Campuchia và Lào đã có được khi tham gia chương trình Gia đình Việt với sinh viên Lào Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình là sáng kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu tăng cường mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam với Lào và Campuchia. Em tên là Luân Liên Trên, em đến từ Campuchia. Năm nay là em sinh viên năm 3 của trường Công Đức Thắng. Trước khi sang Việt Nam em không biết một chữ nào của tiếng Việt luôn. Với lại tiếng Việt cũng khó, nhưng mà không có gì hơn mình cố gắng thôi. Liang Chang và Ratana là hai trong số 50 sinh viên đang tham gia chương trình đồng hành gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống xa nhà với những khó khăn về ngôn ngữ được bù đắp bằng tình cảm ấm áp khi hai em được chào đón tại gia đình thứ hai ở Việt Nam. Sang đây thì em sang một mình, em đã xa nhà. Cho nên khi mà nhận cha mẹ đỡ đầu thì mình có thể nói là mình được một gia đình nữa. Mình được sự ấm áp từ họ, từ bố mẹ. Em được nhận nuôi là gần 3 năm rồi, hai mẹ. Con thì nói chuyện rất là thân thiết với nhau, thì giống con ruột vậy á. Em cảm thấy em may mắn khi được có người mẹ nuôi như vậy. Cái mong muốn riêng của tôi cũng như tất cả các cái hội viên của Hội Người Việt Nam Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh là giúp cho các em tạo được cái nguồn cảm hứng trong học tập và cái tình cảm gia đình. Và mục tiêu cuối cùng là mong muốn các em có một cái sự học tập rất tốt, phát triển để trở thành một cái công dân có cái năng lực, trình độ chuyên môn cao để về phục vụ lại đất nước và xây dựng cái mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam Campuchia cho ngày càng khăng khít và lâu dài trong những thế hệ tiếp theo. Không chỉ là những gắn kết về tình cảm, việc cùng sinh sống như một thành viên trong gia đình là cơ hội để các bạn sinh viên Lào, Campuchia có thêm trải nghiệm và hiểu biết về văn hóa Việt Nam. Mình coi hai con giống như là con trong gia đình á. Mình biết là các bạn qua đây, các bạn cũng muốn biết cái phong tục tập quán của Việt Nam. Mình cũng muốn quảng bá cái điều đó. Và một cái điều nữa là giúp cho các bạn ở trong môi trường của mình á, nói tiếng Việt nhiều hơn thì bạn sẽ hiểu được nhiều hơn. Với cái chương trình này thì thành phố cũng chủ trương là giao cho Ban Thường vụ Thành đoàn hỗ trợ các bạn rất là nhiều trong cái vấn đề học tập. Và đặc biệt, năm nay là 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia. Thì thành phố cũng chủ trương để Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và các chi hội tổ chức nhiều chương trình để tiếp tục tuyên truyền trong các bạn sinh viên, rồi tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân của thành phố về cái truyền thống đoàn kết hữu nghị quan hệ keo sơn gắn bó giữa nhân dân ba nước. Nhiều hoạt động hỗ trợ đời sống và kết nối văn hóa để các sinh viên Lào, Campuchia yên tâm học tập tại Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã được tổ chức trong suốt thời gian qua. Cũng chính đội ngũ du học sinh các thế hệ đã và sẽ trở thành cầu nối vững chắc, góp phần xây đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam, Lào, Campuchia ngày một tốt đẹp hơn.